Ôi trời ơi. Xin chào anh em đã quay trở lại với Max Skill. Và đến với video ngày hôm nay, chúng ta sẽ không chém gió về những con điện thoại cao cấp nữa, mà sẽ chém về những con máy giá rẻ đến siêu rẻ. Sau chiếc Galaxy M15 5G vừa ra mắt tại Ấn Độ và nhận được sự chào đón nồng nhiệt đúng như dự đoán, Samsung sắp tiếp tục dội bom thị trường điện thoại 5G giá rẻ bằng cách phát hành phiên bản toàn cầu của chiếc máy này, nhưng thậm chí giá còn rẻ hơn, chỉ từ 125 USD đến 140 USD, tức là 2,9 đến 3,2 triệu đồng. Nếu mức giá bán trên là chính xác, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc, đặc biệt khi không có nhiều thương hiệu của Trung Quốc tự hào cung cấp smartphone 5G trong phân khúc giá này, thậm chí là cả Xiaomi. Chiếc điện thoại được cho là sẽ có tên Galaxy A04s 5G đã được thử nghiệm tại Ấn Độ, vì vậy sẽ không bất ngờ khi mà máy sớm trình làng thị trường, thậm chí công ty còn cung cấp một biến thể 4G của Galaxy A04s với một vài tính năng sửa đổi so với bản 5G. Về thiết kế bên ngoài thì hiển nhiên với mức giá siêu rẻ, chiếc Galaxy A04s sẽ có một thiết kế khá là phèn nhưng chấp nhận được với mặt bằng chung điện thoại giá rẻ hiện nay. Mặt trước máy là màn hình tràn viền dạng giọt nước khá thông dụng, không vấn đề gì trong phân khúc bởi thực tế là nó cũng không khác nhiều so với kiểu thiết kế đục lỗ ở chính giữa mà lại rẻ hơn. Khung viền và mặt sau máy cũng tương tự khi tỏ ra khá thông dụng trong phân khúc với chất liệu nhựa là chính và cụm camera 3 ống kính được đặt dọc mà không có viền giống như là phần lớn điện thoại Samsung ở năm nay. Tiếp đến là về phần màn hình, chiếc Galaxy A04s được trang bị một màn hình 6,5 inch, độ phân giải HD+, có thể sẽ khiến một số anh em cảm thấy thất vọng. Nhưng trong tầm giá 2 triệu của máy mới bây giờ thì độ phân giải HD hay là Full HD cũng không quá quan trọng bởi thực tế là nó vốn chỉ được nhà sản xuất làm theo kiểu chống cháy mà thôi. Thay vào đó thì việc trang bị tấm nền giá rẻ hơn sẽ tạo điều kiện cho các linh kiện xử lý khác được nâng cấp lên tới mức rất đáng đồng tiền bát gạo mà mình sẽ tiếp tục đề cập tới ngay sau đây. Điểm đầu tiên đánh đổi rất xứng đáng cho con màn hình quá bình thường lẫn thiết kế quá bình thường trong phân khúc chính là cấu hình xử lý của máy được nâng lên rất là ngon lành luôn. Về bộ nhớ trong thì máy có khá nhiều phiên bản bộ nhớ gồm RAM 3GB đến 6GB, bộ nhớ 32GB đến 128GB đều có đủ. Xét trong phân khúc điện thoại giá rẻ thì đây là một sự lựa chọn không tồi. Bên cạnh đó thì để hỗ trợ cho kết nối 5G thì hiển nhiên con chip xử lý của nó sẽ phải hỗ trợ model này rồi. Trước đó thì cơ sở Geekbench đã tiết lộ rằng phiên bản Galaxy A04s 5G sẽ đi kèm với chip Exynos 850. Đây là một con chip có năng suất hứa hẹn ở mức tốt mà vẫn đảm bảo cung cấp mạng 5G. Trên thị trường hiện tại chưa có chip giá rẻ tích hợp 5G nào có thể ngang ngửa sức mạnh với Exynos 850. Đối thủ trực tiếp của Exynos 850 là MediaTek Dimensity 700 hay là Snapdragon 480 5G đều có mức giá cao hơn hẳn trên các thiết bị tích hợp các con chip này. Dĩ nhiên, Exynos 850 không phải là một con chip lý tưởng lắm để chơi game do hiệu suất GPU tương đối hạn chế và chỉ phù hợp với các màn hình HD là chính. Nhưng ít nhất là mức giá rẻ nhưng có modem 5G sẽ là lợi thế lớn nhất của Exynos 850. Về các thành phần kỹ thuật khác thì hệ thống camera của chiếc Galaxy A04s thuộc dạng ổn trong phân khúc với cụm 3 camera chính gồm cảm biến chính 13MP cộng với camera siêu rộng 8MP cộng với camera macro 2MP cho chất lượng nhiếp ảnh ở mức chống cháy được. Và camera selfie 8MP cũng tương tự như trên. Máy được cài sẵn hệ điều hành Android 12 với giao diện riêng của Samsung và chỉ thêm thắt một số phần mềm phụ trợ để tối ưu cho phần cứng xử lý giúp chơi game hay là làm việc nặng ngon nghẻ hơn. Dung lượng pin của máy đạt 5.000 mAh hỗ trợ sạc 18W, đủ dùng trong một ngày làm việc là những thứ mà anh em có thể trông đợi vào một con máy với mức giá dưới 3 triệu như thế này. Vậy thì câu hỏi đặt ra là vì sao Samsung lại đang quyết tâm khô máu với Xiaomi trong cuộc đua đưa 5G xuống mức giá rẻ như vậy? Thực tế thì việc tuyên chiến với Trung Quốc luôn là điều Samsung đã làm trong suốt thời gian qua, nhưng chỉ ở gói gọn ở phân khúc tầm trung trở lên và lần này sẽ là điện thoại giá rẻ. Giá thì đã rẻ rồi, thậm chí Samsung còn có kế hoạch đàm phán để bán cho đối tác sản xuất điện thoại các lô chip Exynos 850 số lượng lớn, giúp giảm luôn giá bán của điện thoại 5G xuống, mà hãng này kỳ vọng sẽ còn xuống tới $100 hoặc là thấp hơn. Như vậy thì thời điểm mà những chiếc điện thoại 5G tràn ngập thị trường với mức giá từ 1,8 đến 2,3 triệu sẽ không còn xa nữa, mà Samsung chắc chắn sẽ là hãng tiên phong trong phân khúc điện thoại này. Qua đó thì đe dọa trực tiếp đến các thương hiệu nổi tiếng giá rẻ kiểu như là Xiaomi Redmi hay là Oppo Realme, Vivo IQOO chẳng hạn. Nói tóm lại thì với những cái nhìn ban đầu thì có thể thấy chiếc Galaxy A04s này sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ hay ho mà anh em có thể cân nhắc trong tầm giá từ 2 đến 3 củ khoai. Bởi đơn giản khi xét về mặt phần cứng xử lý của tiêu chuẩn máy mới thì con máy này đã dễ dàng đánh bại gần như toàn bộ thị trường.
với quả kết nối 5G của nó rồi. Đối với các cụ già bô lão mà nói thì tầm tiền như thế này kết hợp với cái mác chính hãng Việt Nam thì thực sự đây là một sự lựa chọn hay ho đấy anh em ạ. Không biết là anh em nghĩ sao về chiếc máy này, hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.